Cúc hả? Anh sẽ tặng em một món quà. Em đoán à hả? Em nghĩ là chắc anh không có tặng em gấu bông đâu. Biết sao em ghét gấu bông lắm. Trời ơi, gấu bông chỉ mấy đứa trẻ trâu nó tặng tôi. Lớn rồi ai tặng ba cái tàu lao đó. Chắc không phải gấu bông đúng không anh? Thì em cứ đoán đi. Em nghĩ là một cái lắc tay màu vàng. À không, không cần lắc tay cũng được. Dây chuyền cũng được đi. Dây chuyền vàng. Như nè, nói nghe nè. Không cần vàng, bà cũng được, đúng không? Dây chuyền, đúng không? Thì cứ đoán đi, chừng nào em nhận được quà thì em sẽ biết bí mật là gì. Anh Chiến ơi. Ủa, sao vậy? Sao đang nói chuyện với mình tự nhiên bỏ cái điện thoại xuống nhà sao ta? Chắc anh Chiến không nhớ em hả? Cô là... Ba, ba không nhớ hả? Trời ơi, đây là cô Trâm. Cô Trâm Chả Lụa. Trâm Chả Lụa à? Cả hơn chục năm nay không có gặp nhau rồi. Dạ, xin lỗi, đã nhiều việc quá. Với lại... lâu quá tôi không có trở lại cái chỗ cũ. Chị khỏe không ạ? Dạ em khỏe. Dạ. Cảm ơn anh Chiến. Nhớ ngày xưa là nhà của chị là làm chả lụa là ngon nhất luôn đó. Trời, vậy là nhớ chả lụa chứ đâu có nhớ chị Trâm đâu. đâu có đâu cô. Trời ơi, ba con á họ ngày nào cũng nhắc đến cái hương vị chả lụa của cô hết luôn á. Người ta nói nhớ vị thì nhớ luôn người. Thì cũng lâu quá mới có dịp ghé thăm anh. Dạ. Thì em cũng có ít chả lụa biếu anh dùng lấy Thảo. Dạ cảm ơn. Đây là ba đây tâm tư của cô Trâm. Liền tại chỗ để mình nhớ lại hương vị xưa. Ba, ba biết không, bây giờ cô Trâm á, cô đâu có còn làm chả lụa nữa đâu. Lâu lâu á, cô cũng chỉ làm ít để nhà ăn thôi à. Này là quý gia đình mình lắm lắm luôn á, cô mới làm một khúc chả lụa đặc biệt nhất để gửi cho ba. Này gọi là tâm tư tình cảm của cô đó ba. Cảm ơn chị Trâm rất nhiều. Dạ, ý nhưng mà đừng có gọi em là chị, tội em. Ba xin này, lỗi. Cô Trâm nè, như người nhà của mình vậy, có gì đâu mà ba cứ khách sáo hoài à. Dạ, thôi cô với ba ngồi đây nhâm nhi chả lụa để nhớ về hương vị xưa nha. Con có chuyện phải đi trước. Con đi nha ba. Chả lụa ngon, nhớ hương vị xưa nha. Cũng cả 10 năm rồi em mới quay lại thăm anh Chiến đó. Dạ. Nhớ hồi xưa sáng nào em đi bán chả lụa cũng đi cái xe của anh Chiến hết. Trâm chả lụa là ai? Coi ổng có dám ăn chả hay không? À, nghĩ cũng lạ. Cái thời đó sáng nào tôi chạy ngang nhà của chị Trâm thì xe chị cũng bị hư. Là sao? Dạ đâu có gì đâu lạ anh. Em cố tình xì lốp quá để lấy cớ mà đi chung xe với anh. Diễn cớ nữa. Vậy là bà cố tình từ đó tới giờ. Có khi nào bà tìm đến tận đây để cua mình lại không ta? Anh Chiến ăn nha. Dạ. Anh Chiến hả miệng ra đi. Em sẵn tay em đút vô luôn anh luôn à. Trời ơi, thấy chưa? Dạ. Chả em làm ngon không? Dạ, dạ ngon. Cả chục năm rồi mới quay lại thăm anh đó chứ. Ở xa vậy nha, em cứ luôn nghe ngóng tin tức của gia đình anh à. Bé Thảo nè, bé Khoa nè, cả chú Thắng nữa. Ai đi học hay làm gì là em biết hết á. Mà đặc biệt á, là anh Chiến á. Chị đã quan tâm tới tất cả những thành viên trong gia đình tôi và cảm ơn. Vậy mà anh không có tìm thăm em được một lần nào hết trơn à. Anh Chiến có sao không? Không. Chắc có lẽ là tại cái cục chả lụa nó bự bằng cái bắp tay nên tôi nuốt không nổi. Dạ. Hên là anh Chiến không sao nha. Anh Chiến mà có gì chắc em chết quá à. Thôi rồi, bà mê mình thật rồi. Dạ anh Chiến này, thực ra hôm nay em gặp anh Chiến là có một chuyện cực kỳ quan trọng để nói với anh Chiến đó. Không lẽ bà định tỏ tình? Ây chà, không được. Chuyện quan trọng. Dạ. Nhất định mình phải giữ trọn tình cảm với Cúc. Có chuyện gì mờ ám mới cúp máy ngang xương nè. Alo. Dạ xin lỗi ạ. Dạ giám đốc cần gặp tôi ạ. Dạ. Xin lỗi cô Trâm. Giám đốc cần gặp tôi gấp cho nên là tôi phải đi.
Ủa rồi cái chuyện quan trọng của em sao? Dạ tôi nghĩ là chuyện quan trọng là một cái chuyện rất hệ trọng. Mình có thể cho một ngày khác rảnh rỗi mình có thể gặp lại được không ạ? Dạ thì thôi không sao đâu. Nếu mà anh Chiến có việc gấp thì anh Chiến cứ đi đi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, tôi chào cô ta. Dạ. Ủa mà còn cái cây lụa này sao? Anh Chiến ơi, còn cái chả lụa này. Hôm nay con được về sớm qua thăm mẹ nè. Buông ra coi. Về sớm thì ngồi đó chơi đi. Nóng nực mà ôm ôm ấp ấp mệt quá đi. Ngồi đây đi. Ủa, mình làm gì sai vậy ta? Cô ơi, cho con 20 ly cà phê, 5 lạc, 5 ngọt, 10 ly bình thường, để đá riêng nha. Mua thì nào muốn thứ thôi. Ngọt rồi lạc rồi để đá riêng nữa. Đổ chung vô đi, mất công quá à. Giờ cô có bán không? Bán. Xin lỗi, nãy giờ tôi hơi lo ra. Tôi nói Phong Long đừng giận nha, ngồi đó bán. Phủ mẹ, lẹ lên. Dạ. Chỉ có tiền nó mới không phản bội mình thôi. Trời ơi, ai là chọc tức mẹ của tôi rồi đây. Ngồi vô đây phụ mẹ. Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.